Cái này là ổng mẫu chung với bác sĩ Úc. Ngày 28 tháng 12 năm 2013, Hội hở môi hàm ếch Nhật Bản sẽ hoàn thành chuyến công tác phẫu thuật miễn phí dị tật hở môi hàm ếch cho 50 trẻ em của tỉnh Bến Tre. Năm qua có tổng cộng 120 trẻ em được khám sàng lọc, trong đó có 50 em đủ sức khỏe để phẫu thuật. Những em còn lại, đoàn y bác sĩ Nhật hẹn các năm tiếp theo sẽ đến khám và phẫu thuật khi điều kiện sức khỏe của các em cho phép. Mình vui không biết nói gì hơn. Cái phái đoàn Nhật đến gặp cho bé thì đó rất là cảm ơn. Lúc trước thì nó thấy là rất là khó khăn, nhưng mà hiện giờ thì nó rất là đỡ rồi, và nhập với cộng đồng thấy rất là tốt, rất là vui vẻ. Năm 1993, xuất phát từ lá thư của ông Lê Huỳnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre thời bấy giờ, gửi cho các bác sĩ người Nhật kể rằng ở Bến Tre có nhiều cảnh đời bất hạnh do dị tật hở môi hàm ếch mà y học của Việt Nam chưa thể can thiệp được. Năm 1993 cũng chính là năm đánh dấu những ca phẫu thuật hở môi hàm ếch đầu tiên của đoàn y bác sĩ Nhật. Sau 20 năm, Hội hở môi hàm ếch Nhật đã đưa hơn 1.000 bác sĩ y tá Nhật đến Việt Nam phẫu thuật và mang đến nụ cười trọn vẹn cho hơn 1.200 trẻ em. Trong cái quá trình mà làm việc đó thì chúng tôi có một cái sự giao lưu và một cái sự giới là những các bác sĩ cũng như là những y tá và bệnh nhân, chúng tôi có những cái đồng cảm đó cho nên tạo ra chúng tôi một cái niềm vui. Trong đó tôi đã qua Việt Nam là 67 lần trong 20 năm qua, thì cái thời gian mà chúng tôi đi, tôi đi mà ra mà nước ngoài á, có lẽ là Việt Nam là nhiều nhất. Cái xuất phát từ những cái tình cảm đó, tôi nghĩ là Việt Nam là như là cái quê hương thứ hai của tôi. Ngoài ra, trong 20 năm qua, Hội hở môi hàm ếch Nhật Bản còn hỗ trợ kinh phí cho Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu xây dựng khu phẫu thuật và hồi sức sau mổ cùng với số thiết bị y tế chuyên dùng, tổng trị giá khoảng 200.000 đô la Mỹ. Chính nhờ khu phẫu thuật này mà mỗi năm, bệnh viện này đã phẫu thuật hơn 10.000 ca bệnh. Kinh nghiệm điều trị hở môi hàm ếch tại Việt Nam đã được triển khai thành dự án ở 20 quốc gia khác.